Là bạn lớp trưởng hơi em đơn chút xíu. Mà hồi xưa ấn tượng nhất là bạn lông heo của lớp mình. Thì bạn nói anh rất là tung lên, lúc nào cũng tung hết á. Lông! Qua đây coi! Ngày xưa thằng Long đi học nó rất là hay quay bài. Nó rất là hay quay bài. Mình là cái đứa phải làm sao đây? Mình là cái đứa phải chịu đựng cho nó. Đỡ lâu hơn cái bài đi. Bạn sẽ gặp được những cái gương mặt đó hả, là vô cùng mất bình tĩnh trong mọi cái trường hợp luôn, không bao giờ tụi tôi bình tĩnh được hết trơn á. Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh vlog của Đô Long. Ngày hôm nay thì Đô Long có một buổi gì hả? Cái gì hả? Tự nhiên cho tôi làm coi. Ngay. Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh vlog của Đô Long. Ngày hôm nay thì Đô Long có một buổi chụp hình kỷ niệm 20 năm ra trường cùng với những người bạn thời phổ thông của Đô Long. Tức là năm nay Đô Long đã 38 tuổi, 38 tuổi mình chuẩn bị bước vào tuổi 39. Và đây là hai người bạn thân của Đô Long. Rất già rồi đó. Chúng ta thì Long sẽ quay cho các bạn những khung cảnh mà những người bạn đang ở đây. Vô luôn tại đâu? Đây là những người bạn 38 tuổi của Long đây. Đây giới thiệu với tất cả mọi người, đây là cô Phúc, giáo viên chủ nhiệm của lớp Đỗ Long. Phượng mà Đỗ Long vừa mới ăn cắp. Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải trải qua, bạn đừng khóc mà. Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường. Và đến tận bây giờ Hồng Hương vẫn rất là đam mê chồng đó. Đam mê bất tận cơ mày. Chụp những tấm ảnh hình tập thể bạn đã vừa quên giới thiệu. Đó là học trường phổ thông trung học Bến Cát. Đây là bạn lớp trưởng hơi em đơn chút xíu. Vô lý. Vô lý. Xin chào, mình là Phương Hà, bạn thân của Đỗ Long. Mình học với Đỗ Long từ năm Đỗ Long học lớp 3 tuổi, nên hai đứa mình chơi với nhau chắc khoảng 30 mấy năm rồi. Long trong lớp mình thì hơi điên một tí xíu. Bạn nó thường tung lên cả lớp và có những cái trò mà lớp không có nghĩ ra được, nhưng mà bạn nó đều nghĩ ra được. Long là một người vui tính và biệt danh của Long là Long Phân Câu.
Tại vì ngày xưa bạn đó có một cái xe vàng đồng, và mỗi lần cái yên của bạn đó thường nó bị không có ngay ngắn, nên mỗi lần bạn đó chạy tí xíu là phải kéo cái yên lên, nên gọi là Long Phao Câu biệt danh từ đó. Thì Long rất là vui tính và rất là tốt với bạn bè. Thưa mình ngồi kế Đỗ Long, và mỗi lần mà có chuyện gì vui là Đỗ Long thường rất là quá kích và vỗ tay liên tục, mà vỗ tay vào đùi của mình hết chứ không có vỗ vào người bạn đó. Sau này thì lên lớp 8 và tụi mình học chung với nhau và chơi với nhau tới bây giờ vẫn là bạn thân với nhau. Long thì rất là hay hiếu động, và bạn đó thường điên lên, nhưng mỗi khi mà bạn đó có chuyện gì vui và hay cái gì đó thì bạn đó đều điên lên, và tụi mình chơi với nhau cũng đã hơn 30 mấy năm rồi, bây giờ vẫn tình bạn vẫn giữ được. Các bạn, mình là học sinh lớp 12 2 năm niên khóa 99-2002. Hồi xưa mình làm, bây giờ làm gì cũng nhớ luôn. Cả nhớ là lớp phó học tập hay là bí thư hay là cái gì, hay là thủ quỹ nữa. Mà hồi xưa ấn tượng nhất là bạn Long Heo của lớp mình. Hiện giờ bạn đó là Đỗ Long. Bạn đó là rất là tung lên, lúc nào cũng tung hết á. Long, qua đây coi. Nhanh lên. Còn một bạn nữa, bạn đó là bạn Diễm Hà. Tức là cô đực. Ngày xưa bạn có biệt danh là cô đực. Bạn đó là tổ trưởng. Tổ trưởng của máy ta không nhớ luôn. Còn máy vậy? Tổ đó là mình là tổ. Không, hỏi mình nè, tại vì sao? Tại vì mình làm tổ trưởng của nó. Ngày xưa Hằng Long đi học nó rất là hay quay bài. Mình là cái đứa phải chịu đựng cho nó. Long Phao Câu, nó là Long Phao Câu. Đây, đó là mình phải chịu đựng cho nó. Mỗi lần nó quay bài xong nó dùng qua với em bất học bạn của tôi. Mỗi lần mà nó quay bài xong nó dùng vô trong học bạn của Hà. Hà phải ngồi như thế này, Hà để cuốn tập ở dưới cho nó, chứ không là Hà bị bắt chết luôn. Tao ngồi mà cứ mỗi lần quay bài là nó chết. Mày lộn trái rồi, tao ngồi kế mà. Hai con, đứa nào ở trong cũng đều bị nó lại hết. Cô tên là Nguyễn Thị Thu Cúc, cô giáo viên dạy tiếng Anh. Hồi xưa là cô chủ nhiệm lớp 12-2 này. Nói chung là lớp này cũng rất là đặc biệt. Trong đó có em Đỗ Long. Em thì cao lớn. Còn trong lớp thì hay chọc ghẹo các bạn nữ. Tắm dài các bạn nữ. Rồi lúc cô dạy thì cô không biết đâu, sau này mấy bạn mới kể là bạn Long quay bài, cô mới biết là quay bài. Lúc đó cô không biết, nhưng mà nói chung là giờ là thành công là cô mừng rồi. Nói chung là giờ cô thấy Đỗ Long vậy là đã trưởng thành thành công, cô rất là mừng. Là bé Hiền, còn lại trong lớp mình hả, toàn là có trong đó bạn Long của là mình chơi với thân với bạn Long. Bạn Long có tên là Long Heo. Long Heo, bạn Long hồi xưa có một chiếc xe đua đó, rất là cái xe đó thầy dạy hóa đặt là Long Nhõng Phao Câu. Bé Hiền là một người mà rất là hay đua với bạn đó. Nó không biết gì hết. Nó nói gì hết chứ nó không hiểu gì hết. Đây là bạn Kim Hương, là người bạn quay bài với tụi tôi. Đúng rồi, cặp bài trùng quay bài. Tại vì mình đúng rồi, bà mà tính nổi là rớt cuốn sách đúng rồi.
thời gian thật là tàn nhẫn đối với mình. Đây 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 đúng rồi, đây đây. Thực ra ngày xưa là em quay bài rất là chuyên nghiệp phải không? Em quay bài rất là chuyên nghiệp phải không? Tất cả các cuối văn mẫu không biết là tất cả những cái cuối văn mẫu là em đều để, nhưng mà khi mà làm bài là em sẽ ghép lại, với lại em sẽ quay một lần ba cuốn sách thôi chứ đâu. Bên đây một cuốn này em cuốn được không? Với lại không quay bài có chọn lọc không? Với lại kinh nghiệm quay bài là mình phải đọc một đoạn dài và mình phải nhớ. Đấy, ví dụ như là thầy cô đi xuống là bây giờ mình trong đầu mình không có chữ để mình biết. Còn ví dụ còn những đứa mà quay mà đọc từng câu là rất là dễ bị bắt, nên em quay rất là chuyên nghiệp. Em nhớ rất là dài, em nhớ một đoạn 3-4 ngày. Quay bài là mình không có quay ở dưới cái học bàn của mình, mà để cho cái người kế bên nó quay xong mình sẽ dở cái áo dài lên mình mở đó. Đúng rồi, em ơi, đây là đối thủ của nó. Quay những bộ môn mà lịch sử nè, tập làm văn không, ngày xưa quay bài lịch sử á. Khi mà quay bài nó giống như là con Hương nó nhớ những cột mốc lịch sử mẹ không? Chứ không nhớ nội dung, nó nhớ ở trang mấy là mình dập ra hay không? Nó mở ra rồi. Đúng rồi, tại dài che là ta sẽ là người đọc. Nó mở ra. Nó quay bài mới quay cuốn sách của tôi chứ không phải là quay hộp. Nói chung là quay rất chuyên nghiệp. Quay ngược lâu nó quay. Đúng, nói chung quay rất chuyên nghiệp. Bởi vậy 12 năm luôn là học sinh giỏi. Nhưng mà các bạn ơi, đủ lâu nha. Bạn sẽ gặp được những cái gương mặt đó hả, là vô cùng mất bình tĩnh trong mọi cái trường hợp luôn. Không bao giờ tôi bình tĩnh được hết trơn á. Cái tuổi á, nó là Cái lớn nó không bao giờ theo kịp cái tuổi của tôi nha. Cái lớn không bao giờ theo kịp cái tuổi. Hãy luôn luôn theo dõi kênh của Đỗ Long để được gặp lại tụi tôi nha. Nếu có ước muốn trong cuộc đời